khi xem video, thì anh em đừng quên, sắp tới Hero Team sẽ tổ chức một buổi fan meeting với tên gọi là Super Hero Fan Meeting. Địa điểm tổ chức sẽ là ở nhà hát Hòa Bình, 240 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 13 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 với rất là nhiều KOL trong công ty Hero Media và sẽ có rất là nhiều phần quà đang chờ đón tất cả các bạn ở đó. Có hai hình thức để mua vé là offline và online. Offline là anh em có thể lại trực tiếp tại hai cơ sở của Subhero là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Còn online thì anh em có thể lên website subhero.vn để có thể mà đặt vé nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào anh em ơi. Sáng mới cho 5.000, chiều mới cho 5.000 nữa là 10.000. Tối mới cho 5.000, chiều mới cho 5.000 nữa là 10.000. Cô ơi, chạy chưa cô ơi? Nuôi lạ đột nhập vô nhà. Ai vậy? Anh này cô ơi, anh này ông đó. Anh nào? Từ từ. Ủa Chigo hả? Ủa sao nay nhìn Chigo anh lạ quá vậy? Gì đâu mà anh là Chigo. Ủa bình thường tôi trắng đen, bây giờ cho tôi đi nhuộm tóc xíu không được hay vậy? Cho tôi mặc đồ khác không được hay vậy? Sao nhìn anh lạ lắm luôn á mà. Rồi quan trọng là tự nhiên nay anh qua đây làm gì vậy? Tự nhiên nay hứng thú sao qua nhà em chứ thường ngày em anh chê em lắm mà. Sao nay qua đây rồi? Ủa em, hôm nay chủ nhật thì anh rủ anh qua đây, anh rủ em đi chơi không được hay vậy? Cái này Sigo lớn tiếng thì cũng đúng rồi. Rồi đi đâu? Đi chơi à? Bây giờ có đây không? Đây. Làm gì căng quá ba. Trời ơi, tưởng như... Ủa, ngày nào tôi trả căng, ngày nào anh trả căng thì mắc gì đâu vậy? Rồi làm gì? Rồi đi đây. Đây. Rồi đi ra chỗ này ba. Bây giờ đi chơi à? Đi lên. Rồi đi. Trời ơi các bạn ơi, Sigo này sao gì mà cọc cằn hơn mỗi ngày rồi đâu mà nhuộm tóc đầu đỏ, đầu xanh, đầu vàng, đầu cam rồi thay đổi phong cách luôn. Ai làm ai? Gọi em đi nè. Trời ơi các bạn ơi, không phân biết đây có phải là Sigo hay là không luôn á. Sáng sớm còn gặp chuyện gì đâu không à. Đây. Lâu lắm mà tụi mình chưa vô shop Hero mua đồ đúng không? Bây giờ em vô đây. Em thích cái gì anh mua hết cho em luôn. Thích cái gì lấy một thứ 10 cái. Lên cô ơi. Ủa tính ra là các bạn biết cái gì? Tính ra là mình đang còn nợ Sigo luôn. Mình đang còn thiếu tiền cái nhà mình mua trả góp luôn á anh em. Tự nhiên đây Sigo hào phóng. Rồi em thích em lấy một lần 10 cái cho anh. Lấy hết luôn. Nguyên cái shop Hero cũng được á. Ủa nhớ thường ngày anh keo kiệt lắm mà sao anh hào phóng như vậy? Ủa trời ơi, lúc nào mà anh trả hào phóng với em. Bây giờ Gui đi đây Gui. Gui đi đây. Bây giờ là sắp tới nè, Hero Team sẽ có một cái buổi fan meeting mang tên gọi là Super Hero Team vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cho nên là bây giờ nè, chủ quán đâu lấy cho tôi 10 vé fan meeting VIP 1 cho tôi. Anh tặng cho em 10 vé luôn đây. Này Sigo hào phóng quá các bạn ơi. Nhưng mà tự nhiên tự nhiên cái mình nghi là tự nhiên đây không phải là Sigo các bạn ơi. Giống như đây là ai vậy đó. Nhìn hơi lạ nhưng giống Sigo pha ke đó các bạn ơi. Chứ Sigo thường ngày không cho mình gì đâu. Tại vì mình ăn nhà Sigo, mình ăn ở nhà ở đậu Sigo mà. Rồi ok em lấy được rồi nha. Nó sẽ gửi vậy. Thôi em chỉ cần vé fan meeting. Tại vì vé fan meeting sẽ gửi tới tặng nhà em luôn mà. Đó. Ê mà cô ơi, bây giờ mua đồ xong rồi, lấy vé xong rồi, bây giờ tụi mình đi chơi thêm nữa đi. Hôm nay anh sẽ có một cái điều đặc biệt muốn nói với em á nha cô ơi. Điều gì nữa ông nội ơi. Gọi đây. Trời ơi các bạn ơi, nay Sigo kỳ lạ lắm luôn. Mình không thể nào mà tưởng tượng được nổi đây là Sigo. Không biết đây có phải là Sigo pha ke. Tại vì nhìn vé bề ngoài là không giống. Gọi lại đè đi nè. Trời ơi cứu mình với các bạn ơi. Tới chưa anh ơi, mỏi chân quá. Đây là một cái chỗ đặc biệt anh set up dành riêng cho em nè. Đi lại đây đi. Đâu? Cái gì đâu? Đi đâu mà đi xa với trời cái gì vậy? Em than hoài à, bây giờ em ngồi xuống đây đi nè. Tự nhiên bắt em ngồi đây chứ vậy đâu? Ủa? Trời ơi em phải ngồi bây giờ nè. Để anh bây giờ hôm nay anh sẽ làm một cái điều đặc biệt chỉ dành riêng cho em vào ngày hôm nay thôi. Gu ơi, hôm nay anh sẽ có một cái chuyện đặc biệt muốn nói với em. 3, 2, 1 vô nè. Nắng mưa là chuyện của trời. Gu đây chỉ thích một mình Gu thôi. Từ lâu anh đã thích em rồi đó Gu Bi ơi. Cho nên là em có thể nào em làm bạn gái của anh được Gu ơi. Anh tặng cho em nhẫn nè Gu ơi. Ba nè các kiểu nè Gu ơi. Em có thể nào em làm bạn gái của anh được không? Từ từ cái đoạn này cắt được rồi nha các bạn ơi. Trời ơi khoan nha, Sigo sẽ không bao giờ nói thích em hay là cái gì cả. Mà tự nhiên nay lại nói thích mình. Ê có lẽ nào Gu ơi,
sao em cứ nghi ngờ anh hoài vậy luôn? Anh chính là Siro thiệt nè, anh không phải Siro không kém. Không, Siro là bạn gái anh đấy. Siro rất là ghét mình các bạn ơi. Và mình cũng thì Siro biết là mình với Siro chỉ là anh em với nhau, không bao giờ mà tiến xa hay cái gì được. Còn anh mạo mè rồi, anh gì đâu mà lạ lùng, tự nhiên tóc tai rồi vậy. Phải anh đi làm tóc xong rồi anh đi thay đồ, anh thay đổi bản thân để mà anh muốn làm bạn trai của em mà em làm bạn gái của anh đây. Nhưng mà các bạn ơi, nhìn Siro này lạ lắm ba, nhìn Siro này tôi muốn đấm luôn á trời. Nhìn đi nhưng mà nhà anh đang cố tình thay đổi bản thân mà sao em kỳ vậy cô Quy? Làm bạn gái của anh đi cô Quy ơi, anh là Siro thiệt mà. Nhưng mà em không có tin anh là Siro thiệt thôi, như là anh là Siro thiệt mà, sao em cứ không tin hoài vậy cô Quy? Hay là bây giờ mình dành nhau một tuần hay là gì đó thôi em. Alo mẹ ơi, mẹ em gọi cho em đi về nha. Cô Quy, hôm nay chưa hết đâu, anh đã dành riêng một cái gọi là một cái nơi ăn uống cực kỳ đặc biệt cho anh với em luôn. Bây giờ tụi mình đi ăn đi. Mình không đi ăn được, em ăn rồi, em không muốn ăn nữa đâu. Không đâu, ăn thêm ở đó đồ ăn ngon lắm, đặc biệt là có bánh su kem nữa. Vậy đi ăn đi, bánh su kem hả? Thiệt không? Mình nghèo lắm thiệt. Rồi được rồi, chỉ đường đi. Đi nè, đi anh à. Tôi Siro riêu mà cứ nghi ngờ hoài đi xuống đây. Trời các bạn ơi, mình vẫn ngắm hay là đây là ai, hay là đây là kẻ bắt cóc, sao nhìn rất lạ luôn. Biết rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua đây các bạn ơi, mình không ngờ biết đây là ai luôn, nhưng mà thôi kệ, mình cứ đi để xem hám thính tình hình đi, coi cây đây có phải là Siro hệ không nhé các bạn, chứ mình thấy nghi lắm. Siro ơi, đợi em với. Em tới đây em gớt cũng giật luôn rồi, đấu sánh. Các bạn hãy nhớ giúp đỡ. Trời ơi, khổ quá mà đời tôi khổ, sáng sớm lúc nào ngày nào tôi cũng gặp chuyện các bạn ơi. Anh nói với em rồi mà Ruby ơi, anh là Siro của em thường ngày, là đẹp trai mà còn nhà giàu nữa nè em. Sao cứ không tin anh hoài vậy, nhà anh hơi bị nhiều tiền hả? Go, anh Siro nè. Trời ơi, tặng cho em cái bông nè đó. Lấy đi. Xong rồi là thêm hoa nữa nè đó. Ăn bánh đi nè. Trời ơi, đâu không tin nói nãy giờ. Người ta thuyết phục nãy giờ luôn á. Anh Siro của em nè. Cầm qua đi em. Em cảm ơn nha, nhưng mà Siro này nó lạ quá, không nhận ra được luôn á. Em cảm ơn nha. Đù ơi, hôm nay là anh nhuộm tóc khác xong anh mặc đồ khác luôn, nhưng mà anh là Siro đẹp trai phong độ nhà giàu của em nên mà sao không tin hoài cho nói nãy giờ luôn á. Đừng cho ta nhuộm tóc chứ trời. Rồi em cảm ơn nha. Cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay. Tự nhiên cái Siro báo mình lạ lắm các bạn ơi. Lấy thêm cái bông hồng nữa nè đó, tặng cho em thêm mấy cái bánh rồi nữa nè đó. Lấy nữa mang về ăn đi. Em phải tin anh là Siro nha. Trời ơi, nói bây giờ luôn á. Em cảm ơn anh nhắn nhiều lắm, lạ quá mọi người ơi, lạ quá. Em đi về trước nha, mẹ chờ. Để anh đi chung chứ, đi cẩn thận, để anh đi bảo vệ em. Không sao đi mình được. Cũng được, cũng được rồi. Vậy anh đi. Để anh đưa em về nè cô ơi. Đi. Trời. Ủa nào đâu? Mày nào? Mày nào đưa về anh đâu? Ông lại. Ủa? Cái câu ông là tôi mới hỏi ông không nội ông lại. Tôi là Siro. Ủa thì tôi cũng Siro nè. Ông tôi mới là Siro. Tại sao là Siro mà ông yêu đây? Tôi nói trong bí nhà Siro Real là phải đầu tóc mà là đầu màu cam, đầu màu vàng vậy nha ông nội. Ai không có Siro Real nào đầu tóc màu cam màu vàng khèm như ông nha. Ông đừng có giả bộ, ông bắt trước tôi nha. Siro Real là phải như vậy nha, phải mặc đồ cam chứ ai đâu mặc nguyên cái cây đen thui ông nội. Ông tự nhiên nha, Siro là sắc màu trắng màu đen nha, ông ơi là màu cam màu vàng á. Làm gì có Siro là màu trắng màu đen, tàu lao. Dừng lại. Anh cũng đánh em nữa. Dừng lại. Hai người có hôi ngay đi không? Trời ơi, người đầu trắng đen, người đầu từ lưa màu trơn rồi. Rồi rốt cuộc ai mới là Siro? Nói. Anh mới là Siro Gheo. Đằng này là Siro Ba Ke nè. Ủa em chơi anh bao nhiêu lâu rồi? Em phải đi đối với anh bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ không gọi cái đầu tóc anh hả? Được rồi. Dừng lại. Đừng đánh em nữa.
làm cho. Rồi, rồi bây giờ đứng ngay xếp hàng một hàng ngang nè. Để tôi coi coi, tôi nhìn cái nhìn cũng đôi mắt này cũng giống nè, mà áo cũng giống, quần gách gách cũng giống rồi. Bên đây sao nó giống nhau quá ta. Nhưng mà được cái Sigo trên đây làm sao bên đây màu mè, còn bên đây anh là pha ke phải không? Ơi ơi Gu ơi, anh là Sigo của em nè Gu, xem không nhận, em không cảm nhận được hả? Em chơi với anh bao nhiêu lâu rồi mà em không nhận ra được cái áo, cái quần với lại cái màu tóc của anh. Em chơi anh bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ em nói câu đó. Anh là Sigo nè. Thôi được rồi, em lặng. Trời ơi, mệt ghê rồi, sáng sớm từ lưa gặp gì đâu mà chị đâu mệt mỏi nhất cả đầu luôn à. Rồi, bây giờ nếu mà dám chắc được xem ai là Sigo thiệt rồi ai là Sigo pha ke thì chỉ còn một cách duy nhất thôi. Mấy người hiểu được cách gì không? Tất nhiên là không hiểu được rồi. Bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ tổ chức cho hai người một cái cuộc thi để coi coi xem là ai một trong hai người, ai sẽ là real, ai sẽ làm pha ke, ok chưa? Chứ cãi nhau rồi mệt tao cái đầu ghê luôn. Chơi sợ gì trời, thằng pha ke. Trời chơi với bạn thật sự gì nữa, em chơi liền luôn á. Rồi ok rồi, bây giờ đi theo em nè. Đây, thử thách đầu tiên để em có thể đón xem một trong hai người ai sẽ là real, ai sẽ là pha ke, đó chính là tìm hiểu những sở thích của Sigo thiệt như thế nào, ok chưa? Mình em quá hiểu Sigo như nào rồi, để coi coi hai người có trả lời đúng bản thân. Thôi chơi chứ bây giờ tôi là Sigo real mà tôi sợ gì. Rồi chắc chưa. Rồi bây giờ là em sẽ để câu hỏi đầu tiên lên nè, nhìn nha. Đây, đây là câu hỏi đầu tiên nha. Đó. Rồi bây giờ tên tôi mà tôi không biết tôi chịu thua. Đơn giản vậy trời. Rồi giờ hai người coi trả lời đây coi coi. Coi không biết là một người pha ke review chắc chắn là sẽ không biết được cái tên thật của nhau như thế nào các bạn ơi. Rồi hai người chuẩn bị trả lời lẹ rồi đưa ra câu hỏi nha. Ok chưa? Bây giờ tôi sẽ đếm là 1 2 3 là hai người sẽ có câu trả lời với các bạn. 1 2 3. Mọi người xong chưa? Rồi đáp án câu trả lời luôn nè. Rồi ra đây. Đây qua trước. Thấy chưa? Tôi tên là Huỳnh Thiên Tân. Khuyến mãi cho em biết thêm là mở mặt đóng mặt mọc nhãn tôi luôn đó. Biết rồi, được cái này là nghe là biết riêu rồi. Rồi để coi coi. Ê cái này khác nhưng mà cái này chữ đẹp, cái này cũng đúng nè. Huỳnh Thiên Tân này đúng nè. Tên thiệt này nha, thêm gọi là ký tên nữa nè. Nhưng mà sao cái Sigo bên đây mà chữ xấu gì đâu mình chữ xấu kì? Nhưng mà anh có khuyến mãi xem cái Facebook nữa nè, thấy không? Cái chữ mọc nhãn này không phải là Facebook tên tôi à. Tôi Facebook là Huỳnh Thiên Tân à. Huỳnh Thiên Tân sao mà đóng mặt mới mặt mọc nhãn là Facebook? Bây giờ Facebook của tôi mà tôi không biết chứ sao? Cái này là nick name chứ không phải là mọc nhãn. Ôi được rồi, hai người hòa. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái câu hỏi tiếp theo là để coi coi biết được. Còn nhiều câu hỏi lắm, đừng có sợ, đừng có ngại chi. Trời ơi, câu đầu là quá dễ rồi đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái câu tiếp theo nha các bạn. Đó rồi, đây là câu hỏi tiếp theo nha các bạn. Sigo và Ruby quen biết nhau từ lúc nào? Rồi hai người trả lời đây. Cái này anh nói thiệt với em nha cô ơi, cái chắc chắn là Sigo và Ken nó không biết đâu á. Chắc chắn luôn. Ok rồi, hai người bắt đầu đi. Rồi bây giờ là mình sẽ ngồi đợi nha các bạn ơi. Đó, để coi coi hai người này có đưa được cái câu trả lời đúng hay là không nha các bạn, hay là sai. Trời ơi, cái này là phải nói là phải là Sigo thì mới biết rõ được cái thời gian và địa điểm như nào luôn nha các bạn. 1 hour later. Sống chưa? Nào rồi, để mình sẽ xem của Sigo. Sigo này, Sigo nào tôi cũng không biết. Sigo đầu trắng đen các bạn. Rồi cái gì đây? Tết 2019. Từ 2019. Từ 2019. Gót tim. Oh my god. Đúng rồi nè nha các bạn ơi, đúng cái này tôi công nhận đúng nha. Rồi, ok rồi, kế bên đây. Cái gì đây? 24/9/97. Tại sao ba? Trời ơi. Ôi, bên kia là Sigo pha ke chắc luôn á, kia cái câu trả lời đó là pha ke chắc. Quy ơi, tại biết 24/9/97 đó chính là năm sinh của anh á, là từ lúc anh vừa sinh ra là anh quen biết em liền luôn rồi đó. Chọn gì nữa? Ngôn tình như vậy mà còn suy nghĩ gì nữa không? Ok. Nói chung thì cũng được rồi. Thôi qua câu hỏi tiếp theo nha các bạn.
bạn ơi. Đó, nên là các bạn nào mà thấy có cái điều biểu hiện bất thường hay bất ổn ở trong đây á, các bạn hãy nhớ là xem thử giúp mình là ai là real, ai là fake nha các bạn ơi. Chứ tôi không nhận ra các bạn ơi, hai người này có đặc điểm rất là giống nhau luôn các bạn. Rồi, qua câu hỏi tiếp theo. Khi mà hai người là tham gia hết những thử thách của em và cuối cùng em sẽ công bố kết quả. Nên là bây giờ em sẽ chưa công bố kết quả, ok? Được. Rồi, bây giờ với cái câu hỏi tiếp theo nào. Đó, và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng trong cái phần thi đầu tiên ngày hôm nay các bạn ơi. Đó chính là Siro thích ăn gì nhất. Nếu mà các bạn biết được câu trả lời, các bạn hãy nhớ comment phía dưới luôn nha. Ai mà đoán đúng tôi sẽ tim comment các bạn đó nha. Đó, rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bắt đầu đây. Nhân cái lúc này tôi đánh sai một giấc nằm ở đây các bạn ơi. Chứ là đợi mấy người này ngồi vẽ, chứ đợi mấy người này ngồi trả lời câu hỏi này tới mai tới kiếp sau luôn á đêm ơi. Đó. Còn bây giờ thì ngồi đợi ở đêm á. Nhảy quá. Xong chưa? Xong chưa? Rồi anh vẽ năm nãy giờ ngủ hoài vậy. Rồi ok rồi, câu trả lời của Sigo này là gì đây? Trứng gán hả? Ủa Sigo? Sigo thích ăn trứng gán hả ta? Rồi để tôi coi coi bên đây cũng là. Ủa cũng là trứng gán luôn. Trứng chiên hả? Trứng chiên với trứng gán nó giống nhau mà. Vậy là hai người. Mà cuối cùng ai là thật ai là giả? Trời, đương nhiên là anh là thật rồi. Cô bên kia mới là giả. Anh từ trước từ nhỏ tới giờ anh toàn kêu cái này là trứng gán mà. Nha, từ nhỏ giờ anh chỉ kêu là trứng thôi chứ anh không có kêu là trứng gán. Nhưng mà anh sợ ghi trứng, sợ là trứng luộc cái trứng gì đó nên trứng chiên nha. Rồi trứng gán mới đúng nha. Anh mới là riêng là đúng rồi. Thì theo như mình thấy á các bạn ơi, một cái thử thách này nó quá là nó không thể nào mình đoán được có cái ai là thật ai là giả lên giờ. Cái dễ nhất kèm thấy nè, đứa nào dễ đẹp hơn đứa nào thật. Trời ơi, dễ hôm nay tôi dễ xấu được không? Nhưng mà Sigo thật mà. Nhưng mà cũng đúng các bạn ơi, Sigo là người rất là dễ đẹp, rất là ghi chữ đẹp nha. Đó. Nhưng mà cái đó cũng không thể nào mà chứng minh được ai là thật ai là giả hết cả. Nên bây giờ em sẽ quyết định tuân ra một cái thử thách kế tiếp, đó chính là ông mới là ma ke nghĩ sao? Ông mới là ma ke á. Pha ke nè. Pha ke nè mọi người. Trời ơi, rồi. Từ từ. Đó. Ở phía sau các bạn có thấy được cái thử thách kế tiếp của mình để có thể mà nhận biết được thật hay là giả, đó chính là. Đúng vậy. Gì vậy? Thầy sở trường của mình đâu sợ đâu. Đúng rồi. Đây là cái sở trường của CEO, là cái gì đó rất là đặc biệt của CEO các bạn ơi. Ai mà CEO pha ke chỉ cần nhận biết là CEO pha ke hay là vậy. Đúng. Xem nè, xem làm mẫu lần nè, đó, sợ chứ nè, đó. Cho thử ai rồi. Rồi, mời lên đây nè, để em giới thiệu nè, đây đầu tiên là level 1 nha các bạn, đó, level 1 nó sẽ có 3 level, và nếu mà ai đã vượt được 3 level thì sẽ là người hàng real nha mọi người. Cái gì vậy? Anh lỡ trượt chân lên, lỡ trượt chân. Rồi, đầu tiên ai là người muốn thử thách trước cho nhanh nè, ai? Đó, Sigo kia đi trước rồi. Ủa nhanh vậy? Easy. Ai đó? Nói bên anh nè. Rồi giờ giải đi. Ủa. Cái đó đơn giản mà qua được chứ sao. Ủa nhớ Sigo nhảy nhanh lắm mà ta. Em nhảy còn nhanh nè, nhìn nè. Gu ơi, đi cái này không phải là nhanh mà là mình phải đi cẩn thận và mình đi từ từ. Gu ơi, gu đi chứ đâu. Nhìn nè. Cô người học cái coi luôn nè. Cái này đúng kiểu là bắt cua làm màu luôn các bạn ơi. Oh my god, đây là bắt cua làm màu với bắt cua nghệ thuật vậy. Oh my god các bạn ơi. Được rồi, đầu người đầu tiên thì cả hai là đều vượt qua level 1 nha các bạn ơi. Và tiếp tục chúng ta sẽ tới với level 2 là bắt cua bám tường. Rồi, ai sẽ là người xung phong? Sở trường của anh luôn rồi chứ còn gì nữa. CEO này đã lên rất là nhanh chóng luôn mọi người ơi. Rồi, tới người đây. Anh coi nè. Anh trượt chân hơi gua, cái này anh trượt chân hơi gua. Rồi. Trượt chân hơi gua. Rồi lên. Ê à. Rồi lên. Cả hai đều vượt qua level 1 và level 2 các bạn ơi. Và đây sẽ là
là level cuối cùng để nhận dạng xem ai sẽ là real, ai sẽ là pha ke này các bạn ơi. Mời mọi người qua đây, level 3. Ủa cái này leo làm sao vậy? Ủa tính ra là anh là Sigo, anh phải biết chứ. Cái này là trời ơi. Trời ơi, này đơn giản mà đâu rồi, kêu Sigo trắng đen. Không, nãy giờ tôi nhảy trước rồi, bây giờ ông nhảy trước rồi. Tôi trắng đen, tôi nhớ là nhảy trước rồi. Rồi, anh này nhảy lẹ đi anh ơi. Nè, rồi nhảy đi. Rồi, nhảy đi. Cái này đơn giản lắm, từ bên đây vậy. Cái này là anh đang vượt cơ hội cho Sigo. Cái đoạn này mà còn kêu bám tường nữa, để anh nhảy cho nó coi nè. Rồi, nhảy đi. Tao nhảy sao? Rồi, cố lên cho coi Sigo nhảy sao rồi các bạn ơi. Rồi, cố lên. Này, tôi bám tường à. Ủa gì hai người đi luôn vậy? Và nếu mà các bạn này lâu cái thuật chứ thôi. Rồi, để coi coi Sigo này có nhảy được. Oh my god. Đây có vẻ là Sigo thiệt rồi. Sao? Hồi nãy em xây nhầm rồi. Trời ơi, người ta chặn đầu vậy sao mà bay qua. À, nãy mình xây nhầm các bạn. Chưa, nãy giờ tôi qua không được là tại vì em xây nhầm mới qua. Rồi vậy đi, đi. Anh nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy rồi, coi đâu rồi đó. Lỡ tay thôi. Rồi. Lỡ tay thôi, lại ra. Lại đi. Sigo này có vẻ là hơi hoang mang nha. Ủa anh đừng có làm mất tinh thần của anh. Cứ quay anh mới là Sigo. Con gà. Rồi nhảy đây. Ủa đứng phía sau đúng phía đó. Rồi nhảy đây là... Ủa sao bị rung tay kỳ ta. Cô ơi em biết sao hôm nay là thi. Tại vì thi đấu cho nên là tay anh hơi bị gục. Cô ơi anh là Sigo real mà. Ê đó em nghe nè. Hồi đó giờ Sigo đã trải qua biết bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ về bắt cua, kể cả những trận bắt cua lớn nhất ở bên tựa game Mini World, cho đến cả Minecraft cũng đã từng có một cái giải thi đấu bắt cua với một trong những nhân vật đại ca trong bắt cua luôn rồi. Ta nghĩ sao kia bây giờ một cái nhỏ xíu thì tôi rung tay xúc phạm. Đây chính là fan cứng của tôi nè, cái gì cũng biết hết trơn á. Rồi giờ anh nhảy đi anh ơi, anh làm màu nhìn nó nhiều, nhảy lẹ lên đi đi coi coi. Rồi. Rồi mà. Oh my god. Hay tôi đúng mà. Cô chim bồ neo mà chơi bám tường. Hay con gà. Con gà. Mẹ kiểu bám gà. Con gà. Con gà chim bồ neo. Các bạn nhìn đi, trời ơi coi hai người đó đánh nhau kịch liệt quá trời luôn kìa. Đó nhìn ra thì tới giờ tôi cũng không biết ai là real ai là pha ke luôn các bạn ơi. Đó hai người đều vượt qua cái thử thách cuối cùng của mình, đó chính là bắt cua cực khó luôn mà vẫn không nhận ra được ai là ai luôn các bạn ơi. Oh my god luôn. Đó thì chắc nên là bạn nào mà biết được ai là real ai là pha ke các bạn nhớ là comment phía dưới cho mình biết nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì chắc là cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy video hay nhớ like, share, subscribe nếu có dòng hay gặp kênh của mình nha. Ai đây? Về nhà. Kỳ khó mệt mỏi. Rồi. Anh về nhà luôn đây.